Cái slide kế tiếp cô giới thiệu lại các em cái hình của mật mã Holland là 6 nhóm đặc tính nghề hồi nãy. Nhưng mà lần này cô che đi 2 nhóm màu tím và màu xanh lá cây. Cô chỉ chừa lại 4 nhóm thôi. Các em có biết tại sao cô chừa lại 4 nhóm này hay không? Để học được những ngành học ở Arena thì điều kiện tiên quyết là một trong 3 nhóm cao nhất của em. Một trong 3 nhóm cao nhất là phải có nhóm nghệ thuật nha. Tức là em phải rất thích sự tự do, em rất là thích làm việc với những ý tưởng để ra những sản phẩm thuộc về nghệ thuật. Đó là nhóm màu vàng. Cái nhóm thứ hai thì tùy thuộc vào cái ngành nào. Ở đây mình hãy nhìn vào ngành thiết kế đồ họa, Graphic Design mà trung tâm Arena dạy. Thì ngành thiết kế đồ họa họ đòi hỏi 3 nhóm đặc tính sau đây. Đầu tiên là nghệ thuật như cô nói, thứ hai là kỹ thuật và thứ ba là quản lý. Có ai ngạc nhiên không? Tại sao lại là nhóm kỹ thuật kế tiếp? Tại vì thiết kế đồ họa cần rất là nhiều cái kỹ năng và thời gian để làm việc với những cây bút chì, làm việc với máy, làm việc với những cái dụng cụ để các em có thể thiết kế và vẽ và đưa ý tưởng từ trong đầu ra ngoài. Cho nên rất cần cái kỹ năng của nhóm kỹ thuật. Nhóm kỹ thuật họ có thể làm việc với giấy, với gỗ, với công cụ, với viết, đưa ra được ý tưởng từ trong đầu ra ngoài. Nhóm nghệ thuật rất nhiều ý tưởng, nhưng để đưa được ý tưởng ra tờ giấy và ra được những cái sản phẩm khác thì cần phải có nhóm kỹ thuật. Cái nhóm thứ ba mà họ cần phải có đó là nhóm quản lý. Ở đây là vì nhóm này, cái công việc của những người làm thiết kế đồ họa họ cần luôn luôn họ phải làm theo dự án các em. Họ làm từ dự án này qua dự án kia. Có những dự án họ phải làm một mình, có rất nhiều dự án họ làm với rất nhiều người. Và cái khả năng làm việc với người khác trong một dự án, bắt đầu và kết thúc một dự án là cái khả năng rất cần thiết, đặc biệt của nhóm quản lý. Họ cần phải thuyết phục người khác tại sao ra ý tưởng này, tại sao theo ý tưởng kia, tại sao chúng ta phải làm chung với nhau như vậy. Cho nên để học được thiết kế đồ họa thì theo lý thuyết, đặc biệt là của cái trang tài nguyên Onet của Mỹ, họ khuyên là mình nên có 3 nhóm: nghệ thuật, kỹ thuật và quản lý. Thiết kế web và ứng dụng kỹ thuật số là cái môn kế tiếp mà bên trung tâm Arena mình dạy. Thì ở đây họ nói rằng là đầu tiên cũng phải có nhóm nghệ thuật. Cô không lặp lại nữa vì hồi nãy cô nói rồi ha. Nhưng kế tiếp là các em phải có nhóm nghiên cứu. Nghiên cứu làm việc, nghiên cứu và nghệ thuật đều làm việc với ý tưởng. Thì khi nghệ thuật họ có những ý tưởng sáng tạo để họ đưa cái ý tưởng của họ ra những cái sản phẩm sáng tạo. Thì bên nghiên cứu họ lại có cái khả năng là tôi phải tìm hiểu, tôi phải học thêm, tôi phải tìm tòi để tôi ra được những cái ý tưởng theo một cái hệ thống nào đó. Thì cái nhóm ở đây khi mà các em học thiết kế web và ứng dụng kỹ thuật số, các em cần rất nhiều những cái khả năng như là làm coding nè, các em viết code, làm mật mã nè, làm việc với máy tính nè, làm việc hiểu các phần mềm ứng dụng như trên máy như thế nào như thế nào. Do đó các em rất cần đặc tính của nhóm nghiên cứu. Rồi kế tiếp là cái ngành học là làm phim kỹ thuật số và thiết kế game, phải không ạ? Làm phim kỹ thuật số và thiết kế game, ở đây họ cần 3 nhóm. Nhóm nghệ thuật, luôn luôn là có nhóm nghệ thuật. Thứ hai là nhóm quản lý, cũng tương tự như vậy, phải làm theo dự án nhiều lắm. Cái thứ ba là nhóm nghiên cứu, cũng như vậy, phải làm việc với máy móc, phải làm việc với coding, phải nghiên cứu, phải tìm tòi thông tin bên ngoài nhiều. Thì là 3 nhóm đó. Rồi cuối cùng là hoạt hình 3D. Hoạt hình 3D cũng vậy, phải có nhóm nghệ thuật ban đầu và sau đó là nhóm nghiên cứu. Thì ở đây các em thấy có 4 cái tam giác còn lại trên cái hình lục giác Holland. Thì đây các em để ý là không cần biết là các em học ngành nào, ở trung tâm Arena nhóm nghệ thuật là nhóm phải có. Có thể nó sẽ không là nhóm cao nhất đâu, nó có thể là cao thứ hai, nó có thể là cao thứ ba, nhưng nó phải có trong 3 nhóm đầu tiên của các em. Và nếu các em có 4 nhóm, 5 nhóm, 6 nhóm và có nhóm nghệ thuật và các em chọn theo con đường này thì vẫn được. Và câu hỏi mà cô nhận được rất nhiều trước ngày hôm nay, cô nhận được những câu hỏi như là cô ơi, vậy nếu như em không vẽ được thì sao? Vậy như nếu em không có khả năng sáng tạo thì sao? Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ được học vẽ, em vẽ không tốt thì sao? Thì thật ra theo một nghiên cứu gần đây nhất về sự bền bỉ của cô Angela ở bên Mỹ, thì người ta nói rằng là, cô ấy nói rằng là theo nghiên cứu cái phần mà năng khiếu tự nhiên của mình đó em, cái phần mà kỹ năng tự nhiên mà mình sinh ra mình có, nó là một phần ban đầu rất cần thiết để mình bắt đầu học một công việc nào đó, một ngành nghề nào đó. Nhưng nó không quan trọng bằng cái sự bền bỉ. Tức là các em phải có nha. Ví dụ như các em muốn học những cái ngành trong trung tâm Arena thì như cô nói, một trong ba nhóm sở thích nha, là phải ở trong nhóm nghệ thuật. Nhưng mà cái chiều dài các em thích nó đến cỡ nào, các em một ngày bỏ ra bao nhiêu tiếng để trau dồi và rèn luyện những cái kỹ năng các em cần có trong ngành này. Các em có luôn luôn nghĩ về nó không? Đi ngoài đường luôn luôn nhìn, đọc sách luôn luôn tìm hiểu, bạn bè luôn luôn hỏi. Thì đó người ta gọi là cái thời gian và công sức các em bỏ ra. Và càng sáng tạo nó là một sự khả năng mà mình có thể rèn luyện qua thời gian.